Alo gì Nam. Hôm nay yêu cầu anh em phép review riêng từng con cái mấy chiếc Alex nha anh em. 209 nha nè. 209. 209 thì mâm nó 5 cây vậy. Mâm 5 cây. Xe này chạy vỏ đầu chưa thay luôn nha anh em. Keo nè. Áo dán keo nguyên chiếc, đẻ chưa ngắn luôn ha, bạc sơn zin, giờ ốc tán nè, sáng chừng nè, thấy không? Cục đầu chưa có mở luôn nha nè. Đó. Nó làm sao? Keo đẹp lắm, áo không có lỗi đâu, mấy này cũng keo không ha, về mở ra. Chưa có chạy trôi hết keo nè, chưa chống sơn vậy nè, còn rất là đẹp nha nè. Lốc có lốc này hơi nổ nha. À này dán keo hả, dán keo nè, mà nó cũng hơi nổ rồi nè má. Cái này đó là chắc cũng chụp cái những cái miếng mà trang trí vô nè, thành ra mở ra vậy nè. Khúc này thì không có nổ nè, thường là nổ đây nhiều tí xíu nè. Máy xe lè nữa thấy không? Xe này còn rất đẹp vậy nè. Áo sống này kia là rất đẹp. 28 triệu vậy nè. Mấy ký tự cũng tắt kia đồ rất là rõ ràng. 209 nè. Rõ còn ha, cục đầu chưa mở mà. Xe này thì nói chung là chắc lắm. Đó. Đó, keo quy xe luôn ha. Đúng rồi, bên đó là, bên lốc là phép nghĩ dáng trang trí giống vậy nè. Đó, thấy không? Thì nóc phép hay nói đó. Dán xong rồi thời gian mở ra là nó bị nổ gì. Ở trong còn đậm chất mộc luôn nha, chưa có là tác động gì vô hết, nguyên zin. Máy miễn bàn nha, máy không phải nói luôn. Nè bấm thắng bên kia nữa nha nè, à đá chống người ta. Để ra lâu như nè. Mâm thì thẳng băng anh thấy không? Tiếng máy còn phao phao tiếng chắc nó nghe nè. Keo quá luôn, ở trên này cũng còn keo quá. Cái bao da này cũng còn riết nữa ha, xe đi vỏ còn bánh đầu chưa mở mà anh em xem nhiều nó hơi đủ hiểu rồi anh em xem ha, bánh đầu chưa mở. Đấy, mà để này xe này rất ít đi, đúng đồng hồ 16.000 cây 209 tới giờ dòng này chạy như xe Thái luôn nha nè. Đây mâm 5 cây đó, cái đó là cái phân biệt giữa 2009 2010 là 2010 mâm 6 cây nè, thấy không?
anh em gỡ treo nó mới lắm, rất là đẹp. Rồi ok, anh em thấy được cái độ chất của nó thì anh em nhanh lẹ chốt qua số điện thoại của ông Sang Trường Nhiệm Thép nha anh em. Chiếc xe này thấy là đẹp lắm đó, đẹp lắm á, màu đỏ bạc ha. Thấy dòng này đi thì bây giờ quay lại đi thì nói chung là rất là ghiền nha, tiếng máy chắc bốc rất là êm ha. Dân chơi là giờ bao nhiêu là hiểu rồi. Rồi ok, anh em chốt thì liên hệ với hiện trường 0914 3475 hoặc là Sang 0325 55 330. Anh em xem nhớ ấn nút đăng ký kênh Pháp Xe Máy để cập nhật xe về liên tục cũng như tìm những xe đam mê như năm. Xe này giá 28 triệu, có bao cả hồ sơ cho anh em luôn nhé. Rồi khách xin chào.